em xin được chào cả nhà nha hôm nay à, thời tiết ấm này và không mưa cả nhà rất tuyệt vời cho à, cây vải nở hoa và thụ phấn là ở khu vực em là có ong nha cả nhà nha nó không hẳn là có nhiều lắm nhưng mà là có đấy các bác có thể là nghe tiếng ong đấy đấy ong này này đấy, nó không hẳn là có nhiều nhá, không hẳn là có nhiều lắm đâu, nhưng mà nó có gọi là có từng con lác đác, đấy. thì thời điểm này ấy, những cái vải à, lộc hai của em khoanh này là nó chưa nở hoa cái nhá, đấy, hoa đực đây nở được à, chắc cũng phải được tầm à, 5 ngày rồi, nhưng mà hoa cái vẫn chưa, đấy như những cây này là hoa cái chưa nhá. Chỉ nở hoa được thôi. Nhưng mà ong cũng đến gọi là khá là nhiều. Dạ. Ong đến khá nhiều nha. Nhiều bác bảo là không có ong. Có chỗ là không có ong đâu. Nhưng mà chỗ em có đây này. Đấy. Đấy. Ong lấy phấn nha. Thì những, những cây này là hoa. Đây. Các bác xem này hoa cái còn còn nguyên chưa nở đấy chỉ có những cây lộc lộc ba đấy nó ra nghẹn đấy thì là hoa cái nở thôi nhưng mà loại đấy thì nó lại không có hạt được đấy cả nhà không có hạt được mấy đấy. thì em quay video hôm nay là chủ nhật ngày 17 tháng 3 năm 2024 nhằm ngày à, mùng 8 tháng hai à, năm giáp thìn. Đây là những cây à, cây vải thanh hà. Thời tiết này à, rất tuyệt vời nha, quá là tuyệt vời luôn thời tiết như này. Thì mai nó báo à, còn ấm được như thế này một ngày nữa là bắt đầu là thời tiết sẽ à, chuyển lạnh cả nhà, chuyển lạnh à, 3 ngày. Đấy cả nhà, sẽ chuyển lạnh ba à, ngày nhé. Sau 3 ngày là thời tiết nó sẽ ấm trở lại như này Mấy hôm Và bắt đầu là nhiệt độ nó sẽ tăng lên là Nhiệt độ sẽ tăng lên là 30 độ nhá Ban ngày nó sẽ 30 độ Và ban đêm nó sẽ rơi vào 22 Đến 24 độ Là có thể là những nhiệt độ như vậy Có thể là không cần đắp chăn nhá Cả nhà nhá Ngủ không cần đắp chăn Nếu mà nhiệt độ ban đêm mà nó rơi vào à... Trên 22 độ Nếu mà nhiệt độ ban đêm 23 độ là không cần đắp chăn rồi đấy nhiệt độ ấy nếu mà ban ban đêm ấy nó chỉ dưới 20 độ hoặc là 23 độ dưới 23 độ thì là mới đắp chăn đấy. còn nếu mà riêng trên là 10 trên 22 độ đổ lên là ban ngày ba mươi mấy độ không không cần đắp chăn đấy cả nhà đây là vải thanh hà của nhà em nhá tầm này nó nở đây là những cây những cây lộc hai em khoanh ấy là nó ra đẹp này mà lộc lá nó phải đủ nhá này lộc lá nó phải đủ nhá là mình mới khoanh đấy đây còn đây là em bón phân đây năm à, hôm qua đấy là em quay cái vườn đấy là chưa bón đấy, cả nhà làm xong là em cu khô là em bón rồi đấy còn à, cái hôm vườn hôm qua là em đi quay vườn khác là em chưa bón mà à, vườn đấy chưa bón còn vườn em là em bón rồi đấy, có bác là vào xem video là các bác không để ý, chắc là các bác xem qua thôi, là các bác không để ý à, lời em nói thì các bác không biết là em bón à, hay không bón, đấy các bác không để ý. <laughs> còn những bác nào mà đã theo dõi kỹ video của em lên là các bác biết rồi đấy, như thời điểm này là bón được một lần bón lót NPK là ở gốc đây thì có bác bảo là bón cuốc cái này nó có thể là đất dễ hỏng dễ thì nó có thể là ảnh hưởng nhưng mà em xin nói với cả nhà nha em làm mà theo quy trình này là từ năm 2012 rồi bây giờ 2024 là nó được 2 10 12 12 13 năm rồi cả nhà đấy không phải là mới đâu mà em chả thấy ảnh hưởng gì mà quả của em làm nó rất đẹp đấy em cuốc kiểu này này đấy không ảnh hưởng gì nhá đây như cái này bắt đầu là nở hoa cái này đấy chuẩn bị nở hoa cái rồi nhá đấy vòi trắng tinh này này đấy đây những cây đây cây lộc ba đây nó ra nghẹn đây đấy cả nhà như những cây này thì đến thời điểm này là không có ong lấy nhá các bác phải hiểu này Đây này Đấy Trắng tinh này Nó có lại nghẹn này này Có bác bảo không có ong lấy là phải rồi Thì nó chỉ lấy vải u thôi Vải u nhưng mà bây giờ vải u ấy Thì là nó nở đấy Là nó nở trước cái này là chắc khoảng độ tầm một tuần rồi Bây giờ cây vải u ấy Những cái hoa hoa cái của nó ấy Cái chỗ này nó không trắng Bạch cái này nữa mà nó ngả màu sẫm mồi lượng đường nó già rồi đấy màu phấn nó già rồi thì ong mới lấy còn cái này là nó mới là ong không lấy nha nó mới chớm nó phải nở như thế khoảng độ tầm mấy hôm nữa đấy nó mới nở này thì ong không lấy này đấy nó phải mấy hôm nữa nhưng mà loại này là loại hoa này hoa nghẹn này nó là lương tính nó có thể tự thụ phấn rất tốt nhưng mà nó vẫn cần ong đấy cả nhà gọi là cái này nó chưa chưa hẳn là vàng chưa 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 đặc là nó chưa lấy nhá cả nhà nhá đấy đây như những cây lộc ba nó tầm này nó chưa này chưa lấy bởi vì nó chưa rộ cả nhà nửa chưa rộ thì nó không thu hút được đàn ông đấy nó nửa chưa rộ như những cây nửa rộ ấy là nó sẽ thu hút được ong nhiều nhá đây như những cây lọc hai này chẳng hạn đấy nó nở rộ như vậy thì nó sẽ thu hút được đàn ong nhiều hơn đây cái này chỗ này là chưa nở này đấy gọi là bắt đầu mới chớm nở thôi đấy như cây này là sang bên này là như cái chỗ chỗ này là nở rộ này là nó đã khác khác rồi nhá đây này đấy bắt đầu đã có ong lên đây này đấy chỗ nó nở, nở nhiều cái này thì nó thu hút được ong hơn đấy, đây ở trên ngọn có ong nha, lại quay không thấy đâu, ong nó bé, đấy, còn thì em xin nói về cái cách bón phân đấy, thì những các bác mà phân mà các bác vãi, vãi gốc ấy là cũng được, nhưng mà phân các bác vãi gốc nhá, ví dụ phân em bới bới ra phân này đi đấy phần của em phần này đi đấy em xin nói với các bác phân này nhá nếu mà phân này các bác vãi gốc phải không nó sẽ không bằng không bao giờ bằng mình cúc hố đấy em xin nói như vậy tại sao bởi vì cái phân này là phân tan chậm này nó ăn dần này nếu mà có loại này các bác vãi vãi vào gốc nhá phân này nó tan chậm nếu mà phân này mà nó bén nắng ấy thời tiết là nó bén nắng ấy nếu mà ẩm cái này thì không việc gì Nhưng mà khi nào nó bén nắng ấy Là các loại này nó sẽ Chuyển sang màu trắng nhá Có thể một lượng phân nó sẽ bốc hơi đi Đấy Mình vào ấy, mình bổ hố, mình vùi ấy Có loại này nó được lâu hơn Mà nó tan chậm này Phân tan chậm này nó không phải phân phân ăn trực tiếp Nó không phải nhanh Loại này ý, nếu mà mình à, uh, cuốc hố này ý, Phân này nó có thể Được tan chậm này Nó có thể uh, giữ cho cây vải có chất lâu khoảng độ tầm 5 6 tháng nhé cả nhà nhá. 5 6 tháng. Đấy. Nếu mà các bác vãi ở trên mặt đất này thì có thể là gặp trời mưa to nó sẽ rửa trôi. Đấy, một là rửa trôi, hai là gặp nắng nó sẽ bốc hơi, lượng bốc hơi phân ấy nó sẽ mất khoảng độ tầm ví dụ mình vào 10 nó sẽ mất đi cái lượng bốc hơi ấy, nó sẽ mất đi khoảng 30%. Nhưng mà khi mình bón vùi ấy là ăn chắc hơn nhá cả nhà nhá đấy vùi này mà mình tưới nước thì nó ở dưới này nó không thể bốc hơi được và mình bổ hố ấy, nó khố nào ở hố đấy là nó không bao giờ rửa trôi đấy cả nhà thấy chưa em làm bài này là nó chắc chắn hơn rất nhiều đấy đợt này là đợt bón lót phân đầu tiên là khi nào hoa cái chân nở Đấy, khi nào hoa cái nở rồi thì mình không làm. Đây là đợt đầu tiên nhá, em cứ tính như vậy. Còn bắt đầu là khi nào mà quả quả non ấy, khi nào mà cái hoa này này, khi nào mà hoa này nó nở hoa cái xong là nó tắt đi. Xong là khi nào quả nó bằng hạt đỗ xanh ấy là bắt đầu lúc đấy mình mới tiến hành bón thêm một đợt phân nữa. Đấy. Một là vì Nhật, hai là đầu trâu thì năm nay em chuyển đổi phân thì các bác có bác xem video thì các bác biết rồi em sẽ chuyển đổi phân là iaha gọi là trong khi đó là phân đấy nó có là làm 16 16 đấy ba số 16 nó cũng tương tự như là đầu trâu à, 16 16 đấy theo đại lý bảo là dùng phân kia là nó nó có thể là hiệu quả hơn phân à, đầu trâu 16 16 còn hàng năm ấy thì là em dùng à, đầu trâu 16 16 nha. Khi nào bắt đầu là cái quả non này này. Ví dụ cái này nở nở hoa nha. Khi nào thấy quả non xanh xanh bé bé bắt đầu lúc đấy mình sẽ là quốc à, lấy máy phát về đánh lấy cước về đánh cái cỏ tán này nó sạch bóng đi. Ví dụ như cây này. Đấy, cây này nó sẽ được khoảng độ tầm 50 cân đợt đầu tiên em sẽ vào khoảng độ tầm 5 lạng đến 6 lạng đấy mình sẽ à, vãi mình à, vãi đi à, khoảng độ tầm à, 30 phút thì bắt đầu mình à, bơm nước theo sau là nó sẽ nó sẽ à, tan nó như đạm ấy cả nhà nó tan như đạm ấy thì khi nào em làm thì em sẽ lên video đấy cả nhà không phải sốt ruột vải đến đâu thì em à, sẽ làm và em sẽ hướng dẫn cả nhà làm và đến thời kỳ phun nó như vậy thời kỳ phun thì phun đợt đầu tiên khi mà tắt hoa thì em sẽ cũng phun và em sẽ làm video và khi đến thời điểm nào phun sâu cuống thì em sẽ hướng dẫn cả nhà phun sâu cuống còn phun bình thường khi tắt hoa thì cũng phun bình thường nha cả nhà nha còn nhiều bác ấy Thì Nhiều bác à, Có bác làm tút Vừa rồi em cũng Gọi là Được xem một cái video Là đã Khi vải tắt hoa Là đã có chuẩn bị à, Phun Hình như là vải u thì phải Là đã phun à, Phun 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 kiểu như là phun à, nói về câu bảo là à, phun sâu kiểu như sâu đục quả ấy, sâu đục cuống ấy cả nhà. Đã phun trước nha, quả non có quả non Một cái là phun ngay. Nhưng mà em chưa hiểu là các bác ấy là các bác ấy nói ý như thế này này. Đấy. Đợt trước là em có đi à, hội thảo cách đây cũng gọi là lâu rồi cả nhà, cũng khá là lâu rồi, em không nhớ năm nào. Cái hội thảo à à đi uh, gọi là na cái gì na nativo cái gì đấy cả nhà đấy có ông nó kỹ sư lên nói này này không biết ông kỹ sư nào mà em cũng đợt đây là lâu rồi em quên ông kỹ sư nói nào hoa vải này đấy hoa cái đang nở này đang nở này là bắt đầu có sâu rồi cả nhà Đấy à, có con sâu con sâu để trứng con sâu nó bé bằng bé hơn sợi tóc cả nhà ấy à, không phải là không phải là bén dưới tóc nữa mà là mắt thường không nhìn thấy bắt đầu là hoa vải này hoa vải này bắt đầu là... chuẩn bị tắt này ấy con sâu nó chui tọt vào trong các bác phải phun ngay thời kỳ đang nở hoa này là các bác lấy thuốc về phun ngay phun vào để cho nó con sâu à, chuẩn bị hoa hoa tắt này con sâu nó chui vào đây là nở ở trong đấy là sau này nó thành sâu đục cuống đấy năm ngoái em có lên video thì uh, kiểu như là cái vải uh, quả vải nó bị uh, bị nứt đấy cả nhà đấy, cái vải uh, cái quả vải non nó bị nứt năm ngoái là nó hạn lâu xong là nó bị uh, một trận mưa xuống là nhiều nhà ở trên đồi ấy bị nứt đấy đấy có bác vào bình luận bảo là tại vì con sâu lúc nở hoa nó đã chui vào đây này chui vào trong này này đấy, nó mới làm cái quả cái nứt Đấy, cái đợt là em đi cái hội thảo à, Nativo Thì có ông à, à, kỹ sư gì lên cũng nói bảo là Tầm thời điểm này, hoa đang nở này này Lúc mà đúng đi hội thảo ấy Tầm đấy hoa cũng đang nở như năm nay Bảo quán sâu nó chui vào trong này này Đấy, là phải phun ngay Không phun ngay là Là sau này ấy, nó sẽ làm sâu được cuống Đấy Còn em ấy Em phun à, em làm ấy riêng em làm vải nó cũng chỉ được 12 năm thôi 12 năm thôi cũng chưa phải là già tuổi mấy nhưng mà em làm em phun này em uh, dám đảm bảo các bác là không có một quả sâu cuống mà phun cho đến khi các bác đi uh, cuối vụ mà các bác uh, bẻ sót từng quả một ấy. mà các bác đến cuối vụ các bác đi tỉ vải đấy xong là, là các bác vẫn có vải ăn mà các bác bóc ra ấy nó không bao giờ sâu cuống nó chỉ là ở cái đầu cái đầu quả này này cái đầu quả của quả vải đấy chẳng qua là nó chín lâu quá rồi nó bị cùi nó bị thối nó bị thối cùi thôi chứ không có sâu cuống bóc ra nó chỉ bị đen đen à, cái đầu 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 quả vải thôi đen đầu quả vải ấy, là nó bị chín lâu quá rồi nó bị long rồi nó long cùi rồi cả nhà đấy còn nếu mà nói thật chứ nhiều vườn ấy nếu mà không biết phun sâu cuống đấy chỉ cần là quả vải mà vào cùi chỉ cần vào cùi một cái bắt đầu dụng ấy các bác bóc vào nó đã có trứng rồi nhá còn chưa phải là đến chín đến chín bóc vào nó mới có sâu cuống đâu đấy nhưng mà các bác phun ấy là các bác khi nào phun sâu cuống ấy quả bèo nhất nó phải bằng à, hạt đỗ tương cả nhà nhá bằng hạt đỗ tương đấy bằng hạt ô tương Bèo nhất là nó phải bằng hạt ô tương Hay là bằng cái hạt lạc lép Đấy mình mới phun được Còn như năm ngoái thì em cũng lên video em hướng dẫn phun cả nhà Cả nhà vào xem video cũ của em được Video cũ của em hướng dẫn phun đấy Là đến lúc thì như năm ngoái là em đi tỉa đấy Bóc ra vải không sâu cuống gì hết Mà vải của em đã làm đấy là nó đẹp nhá, không phải là không phải là vải xấu đâu. Đấy phun không một quả sâu cuống nào đấy cứ đi nghe mấy ông mấy ông nói cái câu vải chuẩn bị tắt hoa này này có con sâu nó, 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 nó con bướm gì nó, nó, nó bé sợi tóc mà nó đã đẻ trứng nó chui vào nói vô lý đấy cả nhà em phun như thế chả thấy sâu cuống gì mà chả thấy cái sợi tóc gì mà làm quả vải nứt mấy ông lên cứ theo cái bài của mấy ông kỹ sư gì đấy lên đợt đi hội thảo nativo đấy ôi đợt đấy đi đúng là cái hội thảo ấy đi đúng là mùng 3 tháng 3 cái tết cái dân tộc mùng 3 tháng 3 như bọn em mấy mấy ông đi về ăn cái suất cơm bụi mấy ông ôi rồi ơi mất mẹ cái tết rồi ở nhà ăn thịt gà nướng thịt không ăn đi ăn suất cơm bụi nói nó vô lý về anh em làm vải Bao nhiêu năm rồi, ôi giời, mấy ông nói nãy này Tưởng là có thuốc tiên gì cho uh, Thì nhiều ông cũng hỏi là Hỏi ông, ông, uh, nhiều câu hỏi này, câu hỏi, uh, nhiều bác hỏi Mấy ông đấy là câu hỏi cũng khá là hóc búa nhá, em kể cho cả nhà nhá Mấy ông chỉ hỏi bác này Đấy, mấy ông kỹ sư làm thế nào Để quả vải chúng tôi chín rồi Nhưng mà kéo lại khoảng độ tầm 10 ngày đến nửa tháng các ông ấy cũng trả lời qua qua bảo là các bác cứ uh, làm thế nào chín và các bác mới bắt đầu là trôm chín là các bác phải thu hoạch ngay là các bác thu hoạch kéo dài chẳng lai dài trong vòng độ tầm 20 ngày đấy thì các bác như thế thì dân chúng tôi làm có khi còn đạt hơn đấy chứ chúng tôi còn phun kỹ như thế không sâu cuống nó không dụng đấy còn kéo dài hơn các ông nói Đấy các ông không trả lời được Các ông chỉ nói qua qua là Phải chớm chín cái các bác phải thu hoạch Nhiều nhà Nhiều vải đấy phải thu hoạch Ai chả biết thu hoạch như vậy Nhưng mà làm nào đấy Các bác phải phun có cái thuốc gì Phun vào nó nó hám lại để cho nó Nó, nó bán sau đấy, Không có không có thuốc như thế Chẳng qua là mình làm thế nào Phun được sạch bệnh này Sạch sâu này à, Không có sâu cuống này Phun sạch bệnh này Quả vải nó chỉ được uh, gọi là chín rồi nhưng mà mình phun như vậy không có còn gì động vào thì mình kéo kéo dài cái tuổi thọ như năm ngoái em cũng đã nói rồi mình chỉ kéo dài cái tuổi thọ quả vải lên nó sẽ được khoảng độ tầm một tuần hơn một tuần đấy theo cách phun của em là còn kéo dài được chứ còn nghe mấy ông cái nói nói trả lời sơ sơ em chỉ nghe là em biết rồi nó nói nó nó vô lý quá đấy em video em lên như vậy thôi em xin được chào cả nhà nhá có gì vải đến đâu em sẽ làm video và em sẽ nói chuyện với cả nhà lên đấy rồi em xin được chào cả nhà